Chào các bạn, hôm nay mình sẽ nói các bạn về cái sự trải nghiệm của mình, đó là đi làm hồ phụ hồ đó, phụ hồ xây tường. Mình nhớ đây thời tiết của những ngày này rất là nắng nha, nó tới 40 độ C luôn. Nếu như tính gạch mà tấp lô lỗ, nó xây tường như vậy ở 10 lớp thì nó có khoảng giá là 250 ngàn cho một mét tới. Mình công mình xây mình tính hết luôn nha. Tính công xây luôn là 250 ngàn. Ở đây ớt này lắp ra cần nữa ha. Dừng đi con qua bên. Tiếp theo các bạn, đây là xây cái tường gà với móng này là đá nha. Vậy là mấy gà nó ở đây theo cái kiểu là nhà sàn này nha. Công việc nào cũng vậy, nó thực ra thì nó cũng không khó lắm, chú ý là ta có làm hay không thôi. Lúc đầu mình làm nó chưa quen, sau này mình làm quen thì nó nhanh hơn. Rồi lúc đầu xây thì nó không được thẳng, để cho canh chỉnh chậm thì nó sẽ thẳng. Bỏ hồ vô nữa rồi bỏ ở đây nữa là chậm thước đo tính xác hết, mọi thứ đều ổn hết, không có gì hết trơn, cứ làm thì mọi chuyện rồi sẽ dừng ổn. lại. Lao động là vinh quang, vinh quang như các bạn, vinh quang. Dù nó mệt nhưng nó tạo cho chúng ta có nhiều niềm vui và có thêm sức khỏe để chúng ta làm vừa hợp lý. Thì chiều thì có một cái bờ rào rất là đẹp. Mình nói phải không? Tôi đứng bên đây chứ. Qua bên đó cũng được. Ông qua kia chứ. Chưa chưa ok chưa chưa rau rau rau
Và đây là kết quả khi ta làm xong rồi, nhìn nó thấy rất là đẹp. Tức là những cái hồ nó mới cái anh vào cái gạch đó, nhìn thấy là đẹp, rất là đều, rất là hoàn mỹ, rất là hoàn hảo, bơ phép. Thì tâm quan những kỷ niệm trải nghiệm qua việc xây dựng, và kết quả là làm việc được ba cái hàng rào rất là đẹp. Cảm ơn các bạn đã đến và xem video của mình. Chúc các bạn vui vẻ và nhiều niềm vui.